Xin chào anh em, lại là mình đây, mình là Minh Khang đến từ Con Số 8. Thì tầm ở khoảng giữa tuần đó thì mình sẽ cho ra một video cho anh em ha. Nhưng mà tại vì tuần này giữa tuần chúng ta có một cái biến động, nên mình đợi sau khi cái biến động đó ra thì mình sẽ ngồi lại để mà truyền tải cho anh em, để mà chúng ta có những cái định hình nó đúng về cái thị trường ngay tại thời điểm hiện tại, để chúng ta có thể ra những cái quyết định đầu tư nó chính xác hơn ha anh em. Rồi, mình sẽ không dài dòng nữa mà chúng ta hãy tiến vào cái video ngày hôm nay thôi. Thì anh em thấy đó, thì so với tuần trước thì BTC bây giờ nó vẫn đang khá là bình thường anh em. Nó trải qua bao cái biến động đúng không? Nó trải qua bao cái biến động mà tầm giữa tuần vừa rồi đó, thì xíu mình sẽ phân tích thêm. Nhưng mà nếu mà chúng ta xét về giá thì dường như là sau cái cú crash xuống tầm khoảng 18.300 rồi 18.500 thì dường như là bây giờ giá của BTC đó, thì đối với mình thì nó vẫn sideways mà thôi, chẳng qua nó biến động cho một cái biên độ hẹp hơn mà thôi, chứ dường như là cái tín hiệu phục hồi của nó vẫn không có mạnh đó. Mà chúng ta hãy nên nhìn nhận là bây giờ vẫn đang sideways ở tầm khoảng là 18 đến 20.000 thôi ha. Rồi thì trước khi mà chúng ta đi vào cái mục tiêu chính là tại sao BTC lại có những cái kỳ cục đỏ và bắt đầu giống lên xanh như thế này, nó cực kỳ nhanh chóng anh em, thì mình muốn cho anh em biết một cái tin tức rằng là chúng ta đã có một cái chú chim báo bão mà mình nghĩ rằng cũng khá là quen thuộc đối với anh em rồi, đó chính là MicroStrategy. Thì anh em thấy là trong vào đầu tuần này thì MicroStrategy đã cho chúng ta một cái tín hiệu để mà chúng ta biết được rằng là BTC sẽ sắp đâm rồi. Đó chính là MicroStrategy đó tuyên bố là đã mua thêm 6 triệu đô BTC. Thì anh em nhìn vào cái này anh em thấy được cái điều gì? Thì chúng ta nhìn vào đây, đối với riêng cá nhân mình đó, thì mình nhìn vào đây mình thấy được là có lẽ MicroStrategy đã hết tiền rồi anh em. Tức là nếu mà chúng ta đối chiếu lại cái quá trình mà MicroStrategy đó mua Bitcoin trong suốt năm 2021 kéo dài đến đầu năm 2022, thì anh em sẽ thấy được rằng đó là MicroStrategy mỗi lần mua là mua toàn mấy chục triệu đô, thậm chí là hàng trăm triệu đô đúng không? Nhưng mà bây giờ tự nhiên công bố mua có 6 triệu thôi. Thì có lẽ đây là một cái tín hiệu mà MicroStrategy đang hết tiền và đã cố chấp đi sell thêm để mà kéo cái giá trung bình mua Bitcoin của mình đó nó xuống thấp nhất có thể thôi anh em. Đó thì ở đây mình cũng xin báo cáo cho anh em luôn là cái giá mà trung bình của MicroStrategy đó, đầu tư đó, thì bây giờ cái giá mua trung bình trên mỗi Bitcoin trên tổng cái lượng đầu tư của MicroStrategy ha là tầm khoảng 30.639 đô la trên mỗi Bitcoin. Và so với cái giá hồi nãy mình mới vừa trình chiếu cho anh em xong đó là tầm khoảng 19.000, thì bây giờ MicroStrategy là gần như là bị chia đôi anh em, gần như bị chia đôi. Và từ cái khoảng 3,98 tỷ này nè, thì nếu mà gần chia đôi thì đâu đó MicroStrategy, thì ở đây mình có cập nhật vào cái ngày 20 tháng 9 cho anh em, thì đâu đó MicroStrategy đó thì đang lỗ khoảng là 1,5 tỷ. Một cái con số nó rất là lớn nha anh em, nhưng mà MicroStrategy vẫn bất chấp để mà DCA, mặc dù hết tiền, mua 6 triệu đô cũng được nữa. Nhưng mà như mình đã nói ở hồi đầu video đó, là mỗi lần mà MicroStrategy mua Bitcoin thì ngay lập tức thị trường đâm. Thì anh em đã thấy rồi đúng không? Thị trường chúng ta liên tục có những cái biến động nó rất là khó chịu, tức là nó không có đâm thủng qua 18.000, nhưng mà nó chỉ tầm khoảng là 18.500, 18.300. Sau đó nó lại phục hồi lên 19.500 và nó lại đâm xuống tầm khoảng 19.000. Đó, thì đây là một cái chú chim báo bão đầu tiên mà mình muốn gửi tin đến cho anh em trong tuần này ha. Rồi, tiếp theo nữa là cái quan trọng nhất, đó chính là về Fed. Thì cái tối hôm đó mình cũng ngồi quan sát cùng anh em thôi, thì anh em thấy rằng đó, ngay khi mà Fed ra cái mức lãi suất 0,75%, và trước khi chúng ta tiến đến cái nội dung này thì anh em có nhớ là cái anh bạn Hàn Quốc mà đã làm mưa làm gió ở trên YouTube không? Mà mình nghĩ rằng là rất nhiều anh em biết cái anh chàng này đó. Đó thì cái anh chàng này đó thì đã trade ngay cái lúc mà Fed đưa ra lãi suất. Thì hồi nãy mình có chiếu cho anh em thấy là nó có những cái cây cột đi từ khoảng là dưới 19.000 và nó giống lên tầm khoảng 20.000 và sau đó nó tụt rất là nhanh đúng không? Đó thì đó là ngay cái lúc mà 1 giờ. Đó 1 giờ sáng ngày 22 tháng 9 khi mà Fed đưa ra cái mức lãi suất 0,75%, thì cái anh chàng Hàn Quốc này nè, ảnh mới trade vào ngay cái thời điểm đó và anh em thấy đen lời 100.000 rồi cháy tài khoản luôn. Đó thì đây là cũng là một cái bài học kinh nghiệm để cho anh em biết được rằng á, là những cái tin tức lớn vĩ mô và quan trọng như vậy thì chúng ta hãy nên đứng ngoài thị trường nha anh em. Tại vì lúc đó cái mức độ giao dịch biến động nó rất là lớn và cái thanh khoản của nó cũng rất là lớn nữa, nên chúng ta không thể nào kiểm soát được cái vấn đề đó đâu. Rồi, và tạm gác lại cái vấn đề vui vẻ đó qua một bên đi, thì chúng ta hãy đi ngay vào cái chi tiết. Thì đầu tiên đó là Fed đã nâng một cái mức lãi suất là 0,75%, thì đây là cái điều mà tất cả chúng ta đã biết được rồi. Và thị trường mặc dù đã dự đoán được rồi, nhưng mà tại vì đây là một tin tức vĩ mô lớn, và tin tức vĩ mô lớn chúng ta không thể nào kiểm soát được. Đó, khi mà đưa ra cái tin đó thì anh em thấy là thị trường biến động đúng không? Tụt xuống tầm khoảng 19 và dội lên tầm khoảng 20 và nghỉ. Và thị trường làm cho chúng ta nghĩ rằng là thị trường đã uptrend, thị trường đã biết trước được là mức 0,75% này rồi. Nhưng mà cái điều quan trọng anh em,
là sau đó là bài phát biểu của chủ tịch Fed Jerome Powell. Thì ở đây á, thì ông vẫn giữ một cái lập luận nó khá là diều hâu và mình cho rằng là nó cũng khá là gay gắt. Là đầu tiên thì mình chú ý đến một cái câu của ông, tức là sao? Tức là khi á, mà ông trả lời với các phóng viên rằng, các phóng viên hỏi là cái quan điểm của ông lần này như thế nào, thì chủ tịch Fed Jerome Powell đó, ông có nói một cái câu mà cực kỳ diều hâu luôn. Ông nói rằng là cái thông điệp mà tôi muốn gửi đến trong cái đợt nâng lãi suất này và cũng như là cái mong muốn của tôi đó, thì cũng giống như là cái đợt tuyên bố ở hội nghị Jackson Hole. Mà anh em biết được rằng á, là ở hội nghị Jackson Hole mình cũng đưa cho anh em vào ngày 21 tháng 9 đó, thì tại cái hội nghị đó thì Fed đã nói là sẽ cực kỳ xoáy sâu vào cái trọng tâm rằng là lãi suất và lạm phát đặt lên ưu tiên, và cái việc mà kinh tế suy thoái thì nó chỉ xếp sau mà thôi đó. Và anh em biết á, ngay sau cái tuyên bố đó của chủ tịch Fed Jerome Powell ở hội nghị Jackson Hole thì chúng ta đã có một cái cú đâm từ 21.800 đúng không, về tầm 18.500, và bây giờ ông lại nhấn mạnh cái thông điệp đó ngay cái đợt nâng lãi suất 0.75% này hoàn toàn không thay đổi, thì cái điều này nó đã ảnh hưởng tâm lý rất là nhiều anh em, tâm lý rất là nhiều, và tại vì chúng ta vừa mới trải qua cái đợt Jackson Hole đó mà đó, và bây giờ chúng ta đến cái đợt này nữa và cái quan điểm hoàn toàn không thay đổi. Và cái điều thứ hai đó anh em, cái điều thứ hai là ông Jerome Powell đó, ông có nói rằng là ngay cả Fed cũng không có biết được rằng là chúng ta, kinh tế của chúng ta có đang tiến vào suy thoái hay không đó, và cái việc mà khi xảy ra suy thoái rồi đó thì nó sẽ khủng khiếp như thế nào thì bất cứ ai trong chúng ta và kể cả Fed nữa cũng không thể biết được cái vấn đề này nó sẽ đi tới đâu. Thì cái điều này á, thì anh em cũng dễ dàng hình dung được rằng á, là ngay cả chính bản thân Fed cũng không biết được là kinh tế chúng ta đã bị suy thoái chưa, và chúng ta sẽ phải đối mặt với nó khủng khiếp như thế nào nếu mà có xảy ra. Nhưng mà tiếp theo câu sau đó anh em, thì Fed có nói rằng là sao? Fed có nói rằng để có một cái cuộc hạ cánh an toàn, và hạ cánh an toàn ở đây tức là sao? Tức là đưa một cái mức lạm phát đang ở mức ngưỡng trên cao đó về một cái mức mà Fed chấp nhận được như trước đây, thì đó gọi là hạ cánh an toàn và không khiến cho cái nền kinh tế của chúng ta rơi vào khủng hoảng. Thì Fed nói là để có được một cái cuộc hạ cánh an toàn thì chúng ta phải đánh đổi bằng rất nhiều thách thức, bằng việc đưa một cái nền kinh tế lâm vào tình trạng suy thoái đó. Thì mình kết hợp tất cả dữ kiện lại thì ok, ở đây chúng ta hãy nhìn nhận chung một cái vấn đề và thành thật với nhau đi, rằng là Fed đang biết được là kinh tế chúng ta đang tiến vào suy thoái và Fed chấp nhận đánh đổi cái việc đó. Thì ở đây mình sẽ phân tích thêm cho anh em rằng là chúng ta phải hiểu rằng là việc kinh tế suy thoái và kinh tế rơi vào khủng hoảng đó là hai trường hợp hoàn toàn khác nhau. Chúng ta không nên đánh đồng giữa việc là một nền kinh tế suy thoái và một nền kinh tế khủng hoảng là giống nhau đó. Thì khi chúng ta rơi vào khủng hoảng thì đó là một cái vấn đề nó tồi tệ nhất rồi, nhưng mà suy thoái thì tất cả mọi thứ đều chậm lại và nó sẽ không có được tăng trưởng như xưa nữa, và thậm chí khi rơi vào suy thoái là mọi thứ nó sẽ trở nên khó khăn hơn anh em, chứ nó không có giống như khủng hoảng là nó vỡ toang hết rồi đó. Thì cái đó là cái điều mà mình muốn chia sẻ đến cho anh em. Vì vậy nên sau cái bài phát biểu của ông Jerome Powell đó, thì đó là một cái lập luận cực kỳ diều hâu, và anh em đã thấy rằng là thị trường của chúng ta đến bây giờ vẫn đang bị ảnh hưởng bởi cái lập luận đó, đúng không? Đó thì đó là cái tính chất bất biến và cái tính chất biến động mạnh của thị trường. Nên mình cũng xin nhắc lại rằng là ok, chúng ta vẫn sẽ có hai cái đợt nâng lãi suất khác vào tháng 11 và tháng 12, và hai cái đợt này anh em chú ý giúp mình là chúng ta hãy đứng ngoài thị trường nha, chúng ta đừng có nên lao vào thị trường ngay lúc này đó. Và cái nhìn nhận chung của mình sau cái nâng lãi suất của Fed, tức là mình cũng cảm thấy nhiều anh em thấy rằng là bây giờ sau cái lãi suất 0.75% của Fed đúng không, thì thị trường của chúng ta tăng như vậy rồi không có đâm sâu dưới mốc 18.000 hay sau đó, thì anh em mình cảm thấy rằng là rất nhiều anh em đang cho rằng là thị trường của chúng ta đã khởi sắc trở lại đúng không. Nhưng mà đối với mình là không, tại vì có lẽ rằng là do một cái số yếu tố, do cái tuần này đã có quá nhiều altcoin bay mạnh, nên có lẽ là anh em đã nghĩ rằng là chúng ta sẽ bước vào một cái phục hồi mạnh rồi uptrend gì đó. Nhưng mà có lẽ anh em đã quên mất rằng là chúng ta đã có rất nhiều đau đớn trước đó rồi, và cái mức 0.75% lãi suất nó rất là cao anh em, và cái mức lạm phát bây giờ nó cũng rất là cao, và chỉ số mà DXY anh em thấy không, chỉ số đồng đô la Mỹ nó đã break ATH vào ngày hôm qua rồi ở mức 111, và nó break lên cái mức 111 rồi đó. Thì tất cả những cái yếu tố kinh tế vĩ mô nó vẫn đang rất là tồi tệ đó, nên là chúng ta hãy đừng nhìn vào những cái nhỏ nhỏ ở altcoin này boom, altcoin kia boom, để mà chúng ta quên mất rằng là chúng ta đã từng đau đớn như thế nào ha anh em, để mà anh em cẩn trọng hơn đó. Rồi, và tiếp theo nữa thì mặc dù là như vậy đó nè, mặc dù là cái thị trường của chúng ta nó vẫn đang rất là khó khăn, nhưng mà chúng ta cũng đã thấy được rằng là sàn giao dịch FTX, một cái ông lớn ở trong ngành, thì vẫn đang hoạt động khá là nhiệt huyết và khá là sôi nổi, khi mà mới đây á, mình vừa ghi nhận được là FTX đã bí mật huy động thêm 1 tỷ đô
đó, với một cái mốc định giá là 32 tỷ. Và cái việc mà huy động này đó thì mình nghĩ rằng FTX cũng sẽ dành vào những cái chiến lược để mà có thể mua lại những cái công ty đang gặp khủng hoảng, hoặc là mua lại tất cả những cái nền tảng mà cần sự hỗ trợ của FTX để mà FTX có thể mà bành trướng ra thị trường mà thôi. Đó, thì đây cũng là một cái tín hiệu vui dành cho anh em, chúng ta cũng đừng có nên nghĩ rằng là trong một cái thị trường downtrend này thì nếu mà không có những cái hoạt động như thế này thì thị trường của chúng ta nó sẽ bị đóng băng mất anh em. Đó, thì mặc dù là sẽ có những cái mà phớt về FTX, như là về việc mà cố tình gây ra những cái cuộc khủng hoảng thanh khoản để mà có thể mua lại những cái công ty rồi thao túng giá rồi rất nhiều phớt, nhưng mà mình nghĩ rằng là trong cái giai đoạn này thì những cái hành động như là về Binance hoặc là FTX hoặc là những cái sàn giao dịch khác thì họ cũng rất đáng ghi nhận, để mà có thể khiến cho thị trường chúng ta trở nên nó tích cực hơn, nó liên tục cạnh tranh và va chạm nhau đó nè. Rồi và tiếp theo nữa thì dành cho những cái anh em nào mà đang rất là hy vọng về Cardano đi. Đó, cái đồng ADA thì ngay trong ngày hôm nay thì Cardano đã chính thức là kích hoạt cái bản nâng cấp Fazil, một cái bản nâng cấp mà mình nghĩ rằng là nó khá là quan trọng. Tại vì á, cái hash fork Fazil này á, thì như mình đã đề cập với anh em trước đây, là đây là một cái hash fork mà nhà sáng lập của Cardano, đó là ông Charles Hodgkinson, đó là ông đã nói rất nhiều về cái hash fork Fazil này, tức là nó sẽ giúp cho Cardano có thể mà kéo thêm nhiều cái DApp để mà có thể xây dựng trên cái blockchain của chính mình, và giúp cho Cardano có thể mở rộng cái băng thông mạng lưới hơn, có thể scale nhiều hơn để mà thu hút thêm các nhà phát triển, rồi có nhiều ứng dụng hơn đổ vào xây dựng trên nền tảng, giúp cho hệ sinh thái của Cardano ngày càng mạnh ra. Đó, thì mặc dù thì đây là một cái bản hard fork được cho rằng là sẽ khá là gây tiếng vang đối với Cardano trong năm nay, ngoài cái Manet Alonso vào năm 2021, thì nhưng mà đối với cái diễn biến giá của ADA đó, thì anh em thấy là ADA đối với cái thị trường đang sideways và đang bị tạm gọi là suy thoái như hiện nay, thì giá ADA cũng không có bùng mạnh quá là nhiều. Nhưng mà đây cũng là một cái tín hiệu vui dành cho những anh em nào mà đã rất là tin tưởng Cardano. Tại vì anh em biết được rằng là sau cái bản mà Manet Alonso đó, thì cộng đồng ADA một phần nào đó cũng đã bị chỉ trích khá là nhiều. Bởi vì sao? Bởi vì là sau cái bản Manet Alonso đó, thì khi mà ADA kích hoạt Manet rồi, thì mọi người luôn hy vọng rằng là sẽ có những cái DApp đến, sẽ có những cái nền tảng đến cái vùng đất ADA này để mà xây dựng những cái dự án, xây dựng những cái DApp và bắt đầu phát triển cái hệ sinh thái ADA trở nên nó mạnh mẽ hơn. Nhưng mà tất cả đó thì dường như là đều là dừng lại ở một cái sự tiến triển nào đó nó ngắn ngủi mà thôi. Nếu mình không có muốn nói là nhiều người đã chỉ trích ADA rằng là cái Manet Alonso của anh thì nó chỉ là làm cho có mà thôi, tại vì chẳng có một cái DApp nào, chẳng có một cái dự án nào đến anh để phát triển cả. Tất cả chỉ dừng lại ở bằng không, là bất chấp việc mà những nhà phát triển mà ngay cả nhà sáng lập Charles Hodgkinson luôn, ông vừa đã lên ông nói rằng là đã có gần 500-900 DApp gì đó, nhưng mà thực sự đó chỉ là những cái con số và những cái dự án lèo tèo thôi, chứ chưa gây được tiếng vang lớn. Thì cái hard fork Fazil này thì mình nghĩ rằng nếu mà ADA làm tốt thì đây sẽ là một cái bước chuyển mình, để mà giúp cho ADA càng ngày định vị mình rõ nét hơn ở trên thị trường và củng cố lại niềm tin nơi nhà đầu tư. Đó, thì đây là một cái tin vui dành cho anh em nào muốn tin tưởng ADA cho đến thời điểm hiện tại ha. Rồi, tiếp theo nữa thì như hồi nãy mình nói rằng là đã có rất nhiều altcoin boom trong tuần này, và khiến cho anh em nghĩ rằng là altcoin season đến rồi, bất chấp Bitcoin giảm giá, Ethereum giảm giá sau the merge chẳng hạn. Thì cái đồng mà mình thấy anh em đang rất chú tâm vào đó chính là đồng Ripple. Thì anh em thấy ở trên màn hình mình đây chính là một cái diễn biến giá của Ripple. Anh em thấy Ripple bay rất là mạnh đúng không? Đó, rất là mạnh và thu hút rất nhiều cái sự FOMO ngay đây. Thì trước khi mình nói về cái việc mà chuyển dịch dòng tiền để cho anh em hiểu, thì mình sẽ xin lý giải một tí là tại sao Ripple lại bay mạnh đến như vậy. Thì anh em thấy được rằng là đây là bà Caroline D. Pham. Thì đây là một cái ủy viên của CFTC. Tức là sao? Tức là ủy viên của cái Ủy ban Giao dịch Hàng hóa và Tương lai của Mỹ đó, thì đã đến văn phòng của Ripple để mà gặp ông Brad Gelinghouse, tức là CEO của Ripple, để mà có thể mà học hỏi thêm về những cái kiến thức đó về blockchain, kiến thức về tiền mã hóa, để mà bắt đầu cái công cuộc CFTC bắt đầu lấn sân qua để mà giám sát và quản lý cái lĩnh vực này. Đó, thì mình nói một đôi nét một chút để cho anh em hiểu là tại sao cái cuộc hội ngộ này nó lại khiến cho cộng đồng tin tưởng và đẩy giá Ripple lên đến như vậy. Thì thứ nhất, chúng ta cần phải hình dung rằng Ripple đang bị vướng một cái vụ kiện với SEC về cái việc mà Ripple chào bán XRP là chứng khoán chưa đăng ký. Rồi anh em nhớ cái điểm này giúp mình nha. SEC với Ripple kiện nhau là cái thứ nhất. Thứ hai, SEC và CFTC chính là hai cơ quan có cái mối quan hệ cực kỳ mật thiết với nhau, nếu mà mình không muốn nói là hai cơ quan chị em đó. Rồi, yếu tố thứ ba, tức là
anh em biết trong tuần vừa rồi thì SEC đã có một cái đề xuất rằng là sao, rằng là bây giờ những cái cơ quan mà giám sát tiền mã hóa đó đó, thì nếu trước đây là SEC đảm nhận cái việc đó thì bây giờ SEC muốn đề xuất rằng là đưa một phần nào đó cho CFTC quản lý đó, đưa một phần nào đó cho CFTC quản lý thì nó sẽ phân chia ra những cái trách nhiệm khác nhau. Nếu mà SEC quản lý á, thì SEC thì những cái dự án đó được coi là gì, những cái dự án đó là được đưa vào tầm ngắm của SEC, đây không phải là token, đây là chứng khoán. Còn CFTC quản lý á, thì những cái token đó được xem như hàng hóa đó. Thì từ ba yếu tố đó anh em có thể thấy được rằng là Ripple đang gặp mâu thuẫn với SEC là cái thứ nhất, SEC và CFTC có một cái mối quan hệ mật thiết với nhau là cái thứ hai, và SEC và CFTC bây giờ đã phân chia trách nhiệm với nhau để mà có thể quản lý cái ngành crypto này đó. Và đối với SEC, những cái gì đó mà thuộc token thuộc chứng khoán về SEC, còn những cái token về hàng hóa là CFTC rồi. Và cái cuộc gặp mặt của ủy viên CFTC và Ripple dường như nó đã là một cái nút thắt để mà có thể chúng ta hình dung được rằng là Ripple đang vướng một cái vướng mắc với SEC mà, tại sao bây giờ gặp CFTC làm cái gì. Và cái cuộc gặp mặt này nó rất là thân thiện đó, để giúp cho bà Caroline DeFam, một cái ủy viên cấp cao của CFTC, có thể hiểu ra được là kiến thức tiền mã hóa là gì, kiến thức blockchain là gì, để mà giúp cho CFTC bước đầu tiếp cận vào cái việc gọi là chia sẻ trách nhiệm với SEC để mà tiến vào cái lĩnh vực này để mà giám sát và quản lý đó. Thì như mình giải thích tổng thể vừa rồi thì anh em có hình dung được một cái lập luận rằng, một cái đúc kết rằng là có thể Ripple có nguy cơ thắng kiện rất là cao trong trường hợp này, đúng không? Rồi, cái đó là cái thứ nhất ha. Và cái thứ hai nữa đó chính là sao, đó chính là Ripple và SEC bây giờ đó anh em, thì cả hai bên đã đều đồng ý rằng là vụ kiện đã kéo dài gần 2 năm rồi, chúng tôi đã mất kiên nhẫn rồi. Thì vào cuối tuần rồi đó anh em, thì SEC và Ripple cả hai đã đề nghị cho thẩm phán để mà đưa ra một cái quyết định cuối cùng, tức là bây giờ cả hai không có còn lao vào để mà điều tra những cái tài liệu về nhau nữa, để mà thưa kiện nhau nữa, mà bây giờ cả hai đã quá là mệt mỏi rồi, đã quá là dông dài rồi, nên bây giờ cả hai nói rằng là thẩm phán ơi, bây giờ hãy đưa ra một cái phán quyết cuối cùng đi, còn chúng tôi sẽ không có điều tra nhau nữa, chúng tôi không có khám phá trong một cái giai đoạn khám phá nhau nữa, để tấn công nhau làm gì nữa. Và quyền hạn hoàn toàn thuộc vào thẩm phán, và những cái tài liệu mà trước đây kéo dài 2 năm đó anh em, thì bây giờ là đưa cho thẩm phán hết. Và sau khi thẩm phán xem cái tất cả những cái tài liệu đó thì đưa ra một cái quyết định cuối cùng rằng là bây giờ XRP có phải là chứng khoán hay không, hoặc là XRP không phải là chứng khoán. Đơn giản như vậy thôi, chứ cả hai không có còn lao vào nhau để mà tìm kiếm tài liệu để mà đối chất với nhau nữa anh em. Thì kết hợp hai cái sự kiện đó lại thì anh em thấy rằng là bây giờ XRP đang có cái khả năng thắng kiện rất cao. Vì vậy nên anh em thấy rằng XRP bay rất là mạnh trong những tuần gần đây luôn đó, thậm chí một ngày tăng 20-30%. Mà anh em nên nhớ rằng là XRP là một đồng coin thuộc top 10, và để đồng coin thuộc top 10 bay mạnh như vậy thì chắc chắn là cái động lực của nó rất là lớn đó. Nhưng mà trên màn hình mình đây thì anh em thấy á, tại sao mình lại để một cái năm 2017 như thế này. Tại vì á, như anh em chúng ta thường hay nói đùa với nhau, nếu MicroStrategy là một cánh chim báo bão mới xuất hiện gần đây vào năm 2021 thì XRP là một cánh chim báo bão từ năm 2017. Tại vì mỗi lần mà XRP mà bay thì dĩ nhiên là thị trường chúng ta sẽ sập, và sập rất là sâu và ngủ đông kéo dài luôn. Thì ở đây là một cái minh chứng nè anh em, từ năm 2017 đúng không, anh em thấy rằng là trên màn hình của mình đây, chúng ta có XRP đang đứng ở vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng tổng vốn hóa thị trường. Thì trong tuần của ngày 24 tháng 12 năm 2017 thì chúng ta đã có Bitcoin giảm tới 26,84%, Ethereum giảm 3%, và chúng ta có XRP và Bitcoin Cash tăng rất là kinh khủng trong 7 ngày này, tăng tới 44,39%. Rồi, và chúng ta hãy kéo qua tuần tiếp theo đi. Tuần tiếp theo là sao? Tuần tiếp theo thì XRP mặc dù đã giảm, nhưng mà tổng vốn hóa này anh em, tổng vốn hóa của XRP đã tăng lên 14 tỷ, và XRP đã hoàn toàn đá Ethereum ra khỏi top 2. Và đây là cái thời khắc lịch sử nhất của XRP luôn. Nếu Bitcoin top 1 thì XRP top 2, Ethereum hoàn toàn không có cửa. Rồi, và anh em nhớ cuối năm 2017 này thì ngay lập tức BTC đã làm một cái đỉnh ở 20.000, và chúng ta đã có một mùa đông kéo dài ngay sau đó, khi mà BTC từ 20.000 sập dần. Và thị trường của chúng ta đã kéo dài suốt 2018, 2019 và đạt giá 3.000 ở 2020. Đó, kéo dài đến tận gần 4 năm như vậy chúng ta mới có một cái mùa uptrend mới.
thì ngay tại giờ đây XRP đang là một hiện tượng tăng trưởng mạnh nhất trong ngày mình làm cái video này luôn, và trong tuần XRP cũng tăng rất là mạnh. Thì thay vì chúng ta thường hay nói đùa với nhau rằng là nếu mà Bitcoin hoặc Ethereum lead thị trường đi lên, đó sẽ là một tín hiệu tốt. Nhưng mà anh em thấy á, Bitcoin bây giờ sideways, thậm chí sập nhẹ. Ethereum thì sập quá nặng sau đợt merge rồi, cũng không lead thị trường được nữa, và bây giờ chúng ta có XRP. Thì dường như anh em thấy cái bức tranh 2017 và 2022 chúng ta bây giờ nó giống nhau không? Thì đó là một cái chu kỳ mà mình muốn chia sẻ một cái điểm thú vị này đến cho anh em. Đó, chứ mình không có khẳng định là mỗi lần XRP lặp lại cái chu kỳ này thì chúng ta sẽ sập hay sau đó. Tại vì nếu mà chúng ta hãy nhìn vào thực tế đi, chúng ta cũng đã có những cái động lực khá là tốt dành cho XRP về mảng pháp lý mà. Thì cái đường XRP bay như vậy thì cũng khá là đúng thôi. Tại vì XRP đã kéo từ năm 2021 tới giờ thì dường như là tích lũy, hoặc thậm chí không có giao dịch nhiều ở cái mức gọi là 0.2, 0.3 đô. Thì bây giờ tăng lên 0.5, 0.6 đô. Đó. Thì nhưng mà đây là một cái điều mà mình phải bắt buộc chia sẻ đến cho anh em, để cho anh em có một cái nhìn về mặt lịch sử, về mặt quá khứ, để chúng ta có những cái nhìn nó khách quan hơn về thời điểm hiện tại, về XRP tại sao bay như vậy, và cái lịch sử của nó là cánh chim bão bão, là tại sao nó có một cái lịch sử như vậy. Thì đó là tất cả những điều mình vừa giải thích. Rồi, và cái điểm cuối cùng mình muốn đưa cho anh em, đó chính là về một cái xu hướng mới mà anh em cũng đang khá là tập trung vào cái xu hướng này, và để tránh cái việc FOMO và nó hơi đi quá cái giới hạn sự cường điệu xung quanh cái xu hướng này, thì mình cũng xin chia sẻ cho anh em luôn. Thì ngoài XRP đó, thì anh em cũng thấy là trong tuần này chúng ta có những cái mảng fan token bay rất là mạnh, đặc biệt là Chilis, cái đồng CHZ đó anh em. Đó, dường như là tất cả vốn hóa thị trường, hay sau đó Bitcoin sập, Ethereum sập, tất cả những cái dự án top đầu đều đang mất dần vốn hóa đi và đều đang dần dần chảy máu dần ra. Thế nhưng mà cái mảng fan token và XRP thì lại bay, đó, bay ngược Bit luôn. Thì dĩ nhiên, nếu theo cái góc nhìn mình đánh giá thì dĩ nhiên Chilis và cái mảng fan token họ vẫn có cái động lực rất là lớn, đó đặc biệt là World Cup 2022, đúng không? Rồi, và đặc biệt nữa là Chilis á, thì họ trước giờ họ không có một cái blockchain riêng, nhưng mà bây giờ họ sắp có rồi, tức là cái blockchain này á, nó được gọi là một cái blockchain CC2 mà mình gọi là Chilis 2.0. Đó, thì khi mà họ ra cái blockchain này đó thì dĩ nhiên là họ sẽ thu hút được nhiều cái DApp hơn để xây trên blockchain của họ. Họ có thể triển khai DeFi, họ có thể triển khai những cái game NFT play to earn ngay trên blockchain của họ luôn, và cái điều này nó khiến cho Chilis không chỉ là một cái mảng fan token nữa, mà họ phát triển ra nhiều cái nhánh khác nhau. Thì đó là một cái tín hiệu mà FOMO mình cũng dễ hiểu thôi. Nhưng mà nếu anh em để ý á, ngay tại đây mình xin giải thích cái vụ dòng tiền hồi nãy mình nói đến cho anh em ha. Rồi, anh em nghĩ khi mà anh em là một người mới, anh em vào thị trường, đúng không? Thì cái điều đầu tiên anh em sẽ biết đến Bitcoin, anh em sẽ biết đến Ethereum. Và nếu mà khi thị trường của chúng ta Bitcoin giảm, Ethereum giảm, mà ngay lúc này nữa thì thị trường của chúng ta không đón chờ một cái dòng tiền mới nào cả vào, thì anh em nghĩ dòng tiền từ Bitcoin và Ethereum sẽ chảy về những cái đồng coin này. Đó, và khi mà nhà đầu tư họ không, cái điều này nó có thể hiện là nhà đầu tư đã mất tin tưởng vào Bitcoin và Ethereum không? Không, không hề anh em. Tại vì nếu mà mất tin tưởng thì Bitcoin và Ethereum sẽ không đứng ở cái vị trí hiện tại rồi. Và chúng ta hãy nên nhìn nhận đây chỉ là một cái trend nhất thời thôi, và đây là một cái cuộc chơi của những cái tay chơi lớn. Tại sao mình lại nhìn nhận như vậy? Tại vì nếu mà bây giờ tiền đã chảy ra ngoài hết rồi, thị trường của chúng ta bây giờ không đón nhận dòng tiền mới, thì liệu có động lực nào để cho Bitcoin tăng giá hay không? Không, đúng không anh em? Và khi những cái tay chơi lớn họ đưa cái dòng tiền của họ từ Bitcoin chuyển sang cái cặp altcoin, là cái cặp BTC đó, họ sẽ chuyển qua những cái đồng coin như thế này để có thể tạo một cái độ thanh khoản rất là lớn và đẩy giá những cái đồng coin này lên. Và khi mọi người họ FOMO vào, họ đang nắm giữ BTC, họ đang nắm giữ Ethereum, họ sẽ tháo chạy nguồn vốn BTC và Ethereum của họ ra để mà đẩy vào những cái đồng coin như thế này. Và ngay sau đó, những cái tay chơi đó, những cái cá mập đó, họ sẽ xả những cái đồng coin này qua cặp BTC. Tức là họ sẽ được lãi kép đó anh em. Tức là khi mà đẩy giá những cái đồng coin này lên lớn, cộng đồng rút vốn từ những cái đồng coin lớn qua đây, thì những cái đồng coin này nó sẽ tăng trưởng mạnh lên, đúng không? Và khi họ xả xuống, họ sẽ ăn được cái khoản lợi nhuận đó, và họ lấy cái khoản lợi nhuận đó họ trade lại ngược cặp BTC. Vừa được lãi kép trên cặp altcoin, vừa thu gom được BTC giá rẻ nữa. Thì đó là cái điều mà mình muốn chia sẻ đến cho anh em. Và những cái đồng coin này đó, thực sự khi mà nó đã sập rồi á, thì nó sập rất là mạnh và rất là nhanh. Vì vậy ngay tại thời điểm này thì anh em cũng nên cẩn trọng khi mà chúng ta tham gia vào những cái trend như thế này, đúng không? Rồi, và nói về những cái dự kiện lịch sử tí đi. Thì mặc dù ở đây mình không nói là CEO của những cái đồng coin fan token, CEO của Chilis hay là CEO của Ripple họ đang cố tình FOMO, không phải. Họ chỉ đang làm nhiệm vụ phát triển dự án của họ thôi. Và cái việc FOMO ở đây tức là cộng đồng và những tay chơi lớn họ chi phối những cái đồng coin này. Đó, thì cái việc đó là cái điều thứ nhất ha. Và cái điều thứ hai thì anh em
hãy nên biết rằng là chúng ta có một cái câu gì, tức là buy the rumor, sell the news, tức là chúng ta mua tin đồn và chúng ta bán ra tin thật. Đó thì trước đây chúng ta có gì? Chúng ta có Bitcoin ETF, đúng không? Chúng ta có là Mỹ sẽ chấp nhận một cái Bitcoin ETF, rồi tin đồn phát tán, rồi đến lúc mà tin thật một cái thì Bitcoin nhanh chóng tăng trưởng lên 69.000 rồi nhanh chóng sập xuống thôi. Rồi chúng ta có gì nữa? Chúng ta có đồ mới. Anh em thấy đồ mới đúng không? Trước một tháng chúng ta có đồ mới sẽ diễn ra như thế này thế kia, rồi roadmap của Ethereum sẽ diễn ra như thế này thế kia. Đó, thì cái đó là cái điều đúng. Nhưng mà cái việc mà buy the rumor, sell the news, tức là cộng đồng đã lan truyền theo những cái hướng nó khác nhau, chứ không phải là chính nhà phát triển họ lan truyền như vậy. Ở đây mình không nói là nhà phát triển xấu, mình đang nói ở xu hướng cộng đồng thôi. Đó nên anh em đừng có hiểu lầm mình ha. Thì ngay khi the merge, anh em thấy trước một tháng the merge thì Ethereum đã lead thị trường như thế nào, kinh khủng, tăng liên tục lên trên 2.000 luôn và kéo thị trường, cả thị trường đi lên luôn. Nhưng mà sau the merge thì sao? Ethereum gục ngã dưới cái mức support, mức hỗ trợ $1,300 đó, và bây giờ vẫn đang bắt đầu chảy dần, vẫn chưa có một cái tín hiệu nào đó hồi phục mạnh mẽ, đúng không? Và bây giờ chúng ta có gì? Chúng ta có fan token, chúng ta có XRP thắng kiện, chúng ta có những cái sự cường điệu xung quanh những cái xu hướng này. Và liệu sau khi World Cup, trước World Cup xảy ra, hoặc là trong thời điểm World Cup xảy ra đi, thì những cái đồng fan token này, hoặc thậm chí là CHZ, Chilis, thì có giữ nổi được cái mức tăng trưởng của mình hay không? Thì mình, theo cá nhân của mình thôi, thì câu trả lời là không. Nên vì vậy anh em cần phải thận trọng với kịch bản này. Đó, chúng ta đã gặp quá nhiều trên thị trường rồi, nên là chúng ta phải rút kinh nghiệm nha anh em. Và mặt khác, thông tin cuối cùng thì thông tin này mình lấy từ một cái dữ liệu của một cái người dùng Twitter tên là Playmaker. Thì cái ông này đó, ổng theo dõi Chilist cũng khá là nhiều. Thì anh em thấy ở đây ổng phân tích rằng là cái lượng whale họ nắm giữ Chilist khá là đông, lên tới 67% nguồn cung cơ. Và phần chúng ta là nằm ở đây nè anh em, 16 và 17 nè. Đó, thì với cái mức mà 67% như vậy thì anh em thấy là cái sự thao túng và cái sự làm giá nó rất là dễ dàng. Chúng ta sẽ không có biết được là giá sẽ như thế nào trong tương lai đâu. Tại vì anh em thấy đi một mạch từ 0,17 đô đúng không? Đi một mạch trong một tuần là lên thôi. Rồi ngay cả XRP cũng phải đi một mạch trong một tuần là lên thôi. Đó, và khi giảm giá thì nó cũng y chang như vậy. Nên anh em hãy cực kỳ cẩn trọng nha. Và cái điều tiếp theo đó chính là cái transaction, tức là cái giao dịch của CHZ á. Đây cũng là cái minh chứng về CHZ luôn. Thì cái ông này ổng nói là ngày 22 tháng 3 khi mà CHZ đó đưa ra một cái testnet Scoville này cho cái mạng CC2 đó, thì lúc đó CHZ đã tăng trưởng lên 0,3 đô và nhanh chóng lao dốc sau đó về 0,1 đô. Đó, và ngay tại cái thời điểm mà tháng 3 đó anh em, đó ngay tại cái thời điểm này luôn, thì cái đỉnh volume của CHZ là bao nhiêu? Là 1,2 tỷ. Và trong những ngày vừa rồi, cái đỉnh của chúng ta là bao nhiêu khi mà CHZ tăng từ 0,17, 0,18 lên cái mức hiện tại là 0,27, 0,28, thì nó đang rơi vào khoảng tầm 1,1 tỷ đô. Đó, thì nó dường như nó tiệm cận, nó giống với 1,2 tỷ đô vào tháng 3 đúng không? Đó, và với cái mức 0,3 đô này và 0,28 đô hiện tại của chúng ta thì nó cũng dường như nó tiệm cận mà thôi. Đó, thì khi mà chúng ta đã có những cái dữ liệu mà nó lặp lại như vậy thì anh em cũng hãy nên cẩn trọng ha. Và nhất là World Cup cũng đang tới gần nữa, và liệu chúng ta có dễ dàng ăn được cái mùa World Cup này với những cái xu hướng như thế này hay không? Thì anh em, nếu mà anh em nghĩ rằng là chúng ta sẽ dễ dàng, hay là chúng ta có bất kỳ những cái mà giải thích nào đó hay trong thời điểm hiện tại, khi mà dòng vốn đã không còn nữa, dòng vốn thị trường không còn nữa, và những cái trend liên tục tạo ra để mà kéo niềm tin người dùng ở lại để mà làm giá hay để làm những cái kịch bản sau đó, thì anh em hãy comment ở dưới cho mình biết nha. Mình sẽ đọc hết những cái kịch bản mà anh em đưa ra. Những cái kịch bản nào hay thì mình sẽ tiếp thu và ghi nhận cho anh em. Dù sao thì đây cũng là những cái suy nghĩ khách quan của mình mà thôi. Rồi, và cái video đến đây cũng khá là dài rồi, nên mình cũng xin tạm biệt anh em ở đây nha. Hẹn gặp anh em vào tuần sau. Bye bye.